quán bố thí ba la mật đa hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận Quán tịnh giới cho đến bát nhã, ba la, mật đa, hoặc là sở biến tri, hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, quán pháp không nội, hoặc thường, hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bàn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán pháp không nội hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận Quán pháp không nội hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận Quán pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh Hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán pháp không nội hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận Quán pháp không nội hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận. Quán pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận. Quán pháp không nội hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận. Quán pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận. Quán pháp không nội hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận quán pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận này thiện hiện, đại Bồ Tát quán chân như, hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán chân như hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán chân như hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán chân như hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán chân như hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán chân như hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận. Quán pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận. Quán chân như hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận. Quán pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận này thiện hiện, đại Bồ Tát, quán bốn niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận, quán bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận, quán bốn niệm trụ hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận, quán bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán bốn niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận. Quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận.